Tam Chị từ 28 tháng 12 năm 2020 đến 3 tháng 1 năm 2021 trên LA34. Trong chương trình Đấu trường ẩm thực nhí tuần này, ca sĩ Nam Cường và diễn viên Kiều Ngân sẽ cùng trổ tài nấu nướng của mình với hai món ăn rất hấp dẫn: mực dồn thịt sốt cà chua và canh chua cá thác lát. Với sự hấp dẫn rất dễ thương của hai bé Trung Tính và Khánh Như, cùng sự thách thức của đối phương, các nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ tạo nên tác phẩm như thế nào đây? Đừng bỏ lỡ chương trình Đấu trường ẩm thực nhí 10h10 phút và 16h5 phút thứ 6 quý vị nhé! Ơi, chị giấu em chi nữa vậy? Ai mà không biết chị bị ung thư giai đoạn cuối. Tóc rụng quá trời rụng, phải dùng tóc giả luôn kìa. Khỏe để sống vui, chương trình với những kiến thức hữu ích, cập nhật nhiều thông tin sức khỏe cần thiết, được lồng ghép vào những tình huống hài hước, vui nhộn. Các y bác sĩ có chuyên môn cao tư vấn những băn khoăn thắc mắc về tình trạng sức khỏe được nhiều người quan tâm. Vì sao phụ nữ bước vào tuổi 40 thường gặp phải tình trạng rụng tóc nhiều? Đó chính là chủ đề đầu tiên của Khỏe để sống vui. Đón xem vào lúc 11 giờ 15 phút thứ 2, 8 giờ thứ 3 và 7 giờ 50 phút thứ 7 trên LA34. Cái tác động bên ngoài lên cái mái tóc của chúng ta, bổ sung cho tóc những cái dưỡng chất cho tóc từ bên trong. Tà áo dài vẫn vẹn nguyên suốt chiều dài lịch sử. Song người thổi hồn cho nghệ thuật để áo dài trở nên thơ mộng, gắn kết với thiên nhiên, non sông đất nước thì lại rất ít. Một trong những người vẽ áo dài nghệ thuật giúp cho tà áo dài thêm độc đáo sinh động chính là nhà thiết kế họa sĩ Trung Đình. Anh thể hiện niềm đam mê và sức sáng tạo của mình như thế nào? Cùng đón xem Chuyện lạ bốn phương phát sóng lúc 10 giờ 20 phút thứ 2, thứ 3 và 16 giờ 5 phút thứ 5. Xuân của em nó cũng trổ ra rất là chậm. Thanh xuân, một khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi một người. Đó cũng là độ tuổi tràn đầy năng lượng nhất để mỗi người theo đuổi đam mê khát vọng, hướng đến những điều tốt đẹp nhất trong tương lai. Nhưng liệu tuổi trẻ có nên cháy hết mình với tình yêu hay nên tập trung vào công việc? Thanh xuân của mình, còn trước đó nó vụng về, nó vụng dại lắm. Quan điểm và cách nhìn nhận của các nghệ sĩ Quang Trung, Thu Thủy, Anh Đức, Lê Lộc về vấn đề này như thế nào? Cùng đón xem Sức sống thanh xuân lúc 8 giờ 15, 15 giờ 30 thứ tư và 8 giờ chủ nhật quý vị nhé. Cao quý hơn là giá thành. Tại vì mình đã tạo được giá trị bản thân mình rồi thì giá thành mình tạo bao nhiêu cũng được. Với không khí trong lành, khung cảnh quang sơ mộc mạc là nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật như khỉ, dơi hay các loại thú quý hiếm khác. Đây là vườn quốc gia được công nhận là vườn di sản ASEAN, khu vực có hệ sinh thái đặc trưng của vùng đất than bùn và cũng là căn cứ địa cách mạng trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Mời quý khán giả cùng đến với đình làng, dinh dạng cũng như một vài địa danh khác trong chương trình Rong ruổi đất phương Nam tuần này được phát sóng lúc 15 giờ 15 phút thứ ba, năm và 10 giờ 10 phút chủ nhật. Vui tươi, hữu ích, thiết thực. Đừng bỏ lỡ những chương trình trên LA34 đã phát thanh giờ truyền hình Long An quý vị nhé.